xin chào các bạn, mọi người có khỏe không? Ngân hôm nay đi làm và tự nhiên không có đem đồ ăn theo và thèm món Thái, thèm món phạt Thái. Nhưng mà ở Mỹ và ở tiểu bang của Ngân là tiểu bang Washington thì không có được vô trong nhà hàng ăn nữa, mình chỉ được mua đồ ăn ra ngoài đường ăn hay là đem về nhà ăn hay là ăn ở đâu cũng được. Thì ngồi ở trong tiệm ăn nó cũng buồn, cả ngày ngồi trong tiệm neo rồi. Bây giờ mình mua cái phần phạt Thái và mình ra ngoài xe mình ăn và được nhìn trời nè. Quay cho mọi người xem cảnh ở đây hôm nay khá là đẹp. Đó, hôm nay trời ở đây rất là đẹp, trời xanh mây trắng nè ha. Trời như vậy thì mình ăn ở ngoài đường chứ vô tiệm ăn đâu có ngon đâu. Nên là Ngân sẽ ngồi đây và ăn. Sorry, cái này nó bị quay này, Ngân quay rồi nó bị lợn. Nó rớt ra vậy ta. Cảnh hôm nay rất là đẹp nè, có trời xanh mây trắng, đẹp không? Đẹp ha. Nên là Ngân sẽ ngồi đây ăn và ngắm cảnh, ok? Vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người cho vui nhé. Đây, Ngân mời các bạn ăn phát Thái nha, ngon lắm. Cái này là hải sản bát Thái và Ngân order cái phần này là nó cay. Mở ra cho mọi người xem. Đó, có sò điệp nè, có trứng, có giá, có hẹ. Sò điệp rất là to nha. À, cái món này Ngân cố ý Ngân học hoài ở trên Google mà không dám làm, tại vì thấy nó khó quá, sợ cái sốt mình làm nó không có được ngon á. Đó, mình ăn ở ngoài để mình nhìn trời hôm nay rất là đẹp và nói chuyện với mọi người cho vui. Ngon quá cả nhà. Ngân ăn thạch thái ở rất là nhiều nơi nhưng mà chỗ này là Ngân thích nhất, tại vì cái vị sốt của nó chua chua ngọt ngọt á, rất là ngon. Cái tiệm này là cái tiệm Y Giang Thái, là nó có ở chỗ tiểu bang của mình ở Seattle này, là nó có một chỗ ở Kirtland với lại một chỗ ở Linwood đối diện với tiệm của Ngân luôn, cho nên là rất là tiện. Không biết là mình có ăn hết cái hộp này không. Mực cũng rất là ngon, cái vị rất là tươi. Đặc biệt là cái cọng phở nó dai, nó không có quá mềm, nó dai và nó chua chua ngọt ngọt cay cay. Tôm, cái mực đó mình ăn cái vị nó rất là tươi ha, không có nhiều gia vị ở trong mực, nghĩ là mực đó họ không có ướp qua, rất là tươi. Tôm cũng vậy nữa, tôm nó rất là giòn, rất là dai, không có bị bở và nó không có cái mùi hôi hôi á. Hải sản mà thường mà mình nấu nếu mà nó không có tươi thì nó hay có những cái mùi rất là khó ăn. Và Ngân là một người khá là khó tính trong việc ăn uống. Nếu mà mình ăn một cái quán ăn bình thường thì không nói, ghé mặt đã nộ hay cái gì ăn cũng được hết. Nhưng mà nếu mà ăn một cái món mà đòi hỏi là phải nêm nếm cầu kỳ á thì mình rất là khó tính. Ngon. Tôm tươi ha. À, có đậu hũ nữa nè, coi cái vị đậu hũ này nó sao nha. Đậu hũ này Ngân nghĩ nó xào với gia vị và nó có cắt nhỏ, cho nên là mình ăn cái miếng đậu hũ á nó rất là thấm gia vị và rất là ngon. Giá này thì họ không có xào nè, họ để nguyên một cọng, họ bỏ vào giá tươi vào trong cái hộp mì cho mình ăn luôn. Ngon.
Ở bên này nó bán một cái hộp đồ ăn to lắm các bạn. Nhiều như vậy nè. Hộp này chắc con nghĩ chắc hơn 1 pound á. Hỏi chứ mỗi một lần ăn mà ăn nửa ký thì làm sao mà không bị phát tướng đúng không? Cho nên bên này mọi người dễ mập là như vậy đó. Không biết tại sao nó bán nhiều vậy nữa. Sao điệp rất là ngon. Excuse me. Sorry, cay quá. Lúc nãy mình gọi tới số 3. Cứ tính luôn ngon á. Thích cái mùi cay mà ăn cay không được. Hôm qua ở nhà kho cá kho cá bông lau kho tiêu á. Bỏ ớt nhiều vào xong mà lấy nguyên trái ớt cắn, mà trước giờ mình không có ăn như vậy nên nhà thấy thèm quá không cưỡng được cắn. Cay quá là cay, cay chảy nước mắt nước mũi luôn. Ngon quá. Cái bạc thái này nè, ngon hay không á là do cái hũ cái cọng phở, cái cọng hủ tiếu của mình á, nó có vừa dai, nó có vừa thấm gia vị hay không. Tại vì có những chỗ ăn á, cái cọng bạc thái của nó mềm mà nó dính mà nó bủng, và mình ăn vào mình không có thấy nó có mùi vị gì hết á, nó rất là dở, nhưng mà ở đây rất là ngon. Có một chỗ bán phạt thái cũng khá ngon là ở Thái Bistro ở dưới Sao Lai, cũng gần tiệm của mình luôn. Ngon quá con chị. Ăn bụi đời giống hôm lẹ đâu, ăn ở ngoài xe, ở ngoài xe luôn. Cái khu này cũng hơn nhiều chỗ ăn lắm. Trước mặt đó là bánh 85 độ. Rồi con thích uống trà sữa bên đó. Thích uống cái loại pudding pudding milk tea. Với lại cái matcha. Mà cái đó giờ nó hết bán rồi, giờ nó chỉ còn cái pudding milk tea thôi. Mà uống dễ mập lắm. Mà lâu lâu thèm mình cũng phải chiều bản thân mình xíu chứ. Sắp no. Bên này là cái tiệm Obelie, là nó bán về tủ lạnh rồi mấy cái đồ điện điện lạnh trong gia đình á. Cái bên là Bitfire bán mấy cái đồ sport để đi tuyết, đi chơi, đi câu cá, đi thể thao. Cái bên là Rite Aid là cái chợ Mỹ ha, bán thuốc men rồi nói chung là everything. Rồi tới cái Ross là nó bán áo quần giá rẻ. Xong rồi tới tiệm giày Skechers. Rồi cái bên nữa là tiệm Teriyaki, chỗ đó cũng khá nổi tiếng. May mắn là ở trong cái khu ngân toàn là đồ ăn ngon thôi. Tiệm Teriyaki nó làm ăn cũng rất là ngon. Trước đó nó thì nó cái bên nữa nó còn một cái tiệm nữa là Sushi Land. Cái tiệm nó hồi trước đông lắm, mỗi lần muốn ăn là phải xếp hàng ít nhất là nửa tiếng. Nhưng mà không ngờ là sau đó nó bị kiện, tại vì nó đông quá, hình như cái vệ sinh nó không có được đảm bảo nữa, cho nên là biết con ruồi con gì đó đậu lên thức ăn á, và người ta gọi, người ta báo với lại bên chỗ tụi health department á, và trước khi dịch đó là Ngân thấy một ngày nó chỉ mở cửa 3-4 tiếng vậy đó, xong rồi nó phải đóng cửa, nó đóng cửa nó gom bàn gom ghế nó clean up hết rồi xong rồi nó mới được mở cửa lại. Nói chung là nó rất là cực, mình thấy tội luôn á, và khách giảm đi chắc cũng phải 80% rồi sau cái dịch thì mình không thấy nó mở cửa lại luôn. Sát của tiệm của Ngân nữa là một cái tiệm tóc. Tiệm tóc thì thương lắm, cô đó là người Ý, thì mình mới nói chuyện với cổ được vài lần, cái cổ tâm sự là ba của cổ bị ung thư ở trong bệnh viện á, cho nên là cổ cũng hơi buồn. Rồi xong rồi tại vì cái khu này của Ngân á là nó mới vừa có cái tụi Sola Salon á, là cái tụi đó nó chuyên cho mướn studio để làm tóc, làm nail, làm everything. Thì cổ nói là tại vì cổ đã đăng ký làm tiệm tóc ở đây rồi mà không biết tại sao cái tụi landlord nó lại cho cái tụi Sola vào nữa, cổ rất là buồn.
Xong rồi cổ nói ba của cổ bệnh cho nên cổ buồn quá, không biết bây giờ cổ có nên phai trình với tụi nó không. Xong rồi cổ mới vừa kể mình nghe như vậy, cái chừng khoảng 2 tuần sau cổ chạy qua cổ nói: Jessica, Jessica, tao muốn nói cho mày biết hả, là ba của tao mất rồi và bây giờ tao mới phát hiện ra tao bị ung thư luôn. Thì cuối cùng là cổ bỏ cái tiệm đó, không có bán được, tội nghiệp lắm. Thỉnh thoảng bây giờ cổ điều trị bệnh và cổ vẫn ghé tiệm của Ngân để làm nối mi rồi làm tay chân. Rồi cái bên nữa là cái tiệm Home Goods. Home Goods là nó bán đồ vật dụng gia đình, mà tiệm này rất là nổi tiếng, của TJ Maxx luôn á, mà nó chuyên về vật dụng gia đình, furniture thôi, và rất là đông khách Mỹ nó rất là thích cái tiệm đó. Nói tới Home Goods thì đứa nào nó cũng biết hết. Đối diện cái tiệm nữa cũng ngon là Red Robin. Red Robin thì nó bán đồ ăn Mỹ, burger rồi đó. Nó chưa bao giờ ghé đó ăn, chỉ có mấy lần ông xã order salad cho Ngân thì có. Ăn cũng ok mà Ngân thấy nó cũng rất là đông khách. Trước cửa tiệm là Buffalo Wing. Buffalo Wing là Ngân cực kỳ thích, rất là ngon. Thích ăn cánh gà cái loại gì, Mango Gogo hả ta? Không phải, Mango Gogo là sinh tố của thằng Chambachus. Cái gì vậy? Mango gì đó mà không nhớ, mà nó cay cay á, cũng rất là ngon đó. Nói chung là trong cái khu này của Ngân là toàn đồ ăn thôi, rồi ngon không à. Qua bên kia đường nữa là có cái chợ Hàn Quốc, bên trong nó có một cái tiệm sushi cực kỳ ngon, cực kỳ nổi tiếng, 20 đồng 3 phần, ăn là ghiền luôn. Kể sơ sơ thôi là mấy biết, mấy bạn cũng biết là tinh thần ăn uống của Ngân nó cao độ cỡ nào rồi phải không? Nãy giờ ăn chưa hết nửa hộp nó nhiều quá. Tại vì giờ Ngân dùng cái bộ 90 ngày Weight Management á, nó làm cho mình tạo có thói quen là mình không có muốn ăn nhiều, ăn nhiều vô mình cảm thấy rất là mệt. Nhưng mà hôm nay vừa ăn vừa nói ăn ngon nên ăn nhiều chút xíu, chuẩn bị tí xíu quay lại làm. Này là cái con Marshall, Việt Nam mình gọi là con móng tay á, không biết sao nó xào nó để nguyên con vậy, chắc để nguyên con nhìn nó ngon hơn ha. Con này mà mình mua hộp đông lạnh á ở chợ á, xong rồi mình về mình làm sắt củ hành tây á, mình để lên ha, rồi đậu phộng ha, rồi tương ớt, xong mình bỏ vô lò mình nướng ngon cực kỳ. Lâu lắm rồi mà không có làm món đó nữa. Hôm nay tự nhiên ngồi ăn lại nhớ. Để hôm nào mình sẽ làm và chỉ các bạn cách làm nhé. Rất là buồn cười là ở Việt Nam mình không có biết nấu ăn đâu nha. Hầu như là chị mình nấu, mẹ mình nấu. Và ra trước cửa là có đầy đủ đồ ăn rồi, cho nên là không bao giờ biết nấu á. Nhưng mà từ lúc qua Mỹ là mình phải tập nấu. Và cái gì là không biết làm mình nấu, mình làm nhiều lần thì từ từ nó sẽ ngon lên thôi. Có những món Ngân nấu là nhà Ngân ai cũng ghiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Giờ Ngân no rồi. Bye bye mọi người đây. Ăn cơm bụi đời xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Và các bạn nhớ like, share và subscribe cái kênh YouTube của Ngân để xem những video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Ok, bây giờ thì Ngân sẽ chở các bạn đi tham quan một vòng cái khu này nha. Trước mắt là tiệm 85 độ nè, thấy không? Rồi cái bên là cái tiệm Best Beauty. Cái bên là Spot Clip.
là cái tiệm y sang Thái Ngân mới ăn xong đây. Cuộc sống ở Mỹ bây giờ nó lạ lắm hả các bạn, không có như hồi trước nữa, không có còn tự do nữa, ăn uống là không có được vô nhà hàng, rồi ra đường phải đeo mask, không còn chỗ ăn chỗ chơi nữa. Một năm đó, thời gian qua nhanh thật phải không, mới đó mà một năm rồi. Đây là Buffalo Wing nè, phía sau cửa nè. Đó, bên tay phải là Red Robin. Solar Salon ở cuối cái đường thấy không? Rồi đến cái Guitar Center. Rồi Home Good nè. Rồi bên này là Miracle Ear. Và cái bên là AR Salon, là tiệm thú cưng đó các bạn.